Trời ơi này, nhà mình ngập thì không có nhà ai không ngập, giường trôi hết trong kia rồi. À ôi giường nè, ghế. Giường bàn ghế. Bàn ghế là của nhà mình kia. Bàn ghế hết rồi đi. Rách hết chân rồi. Mày xanh nhà cái tiền nó bớt rồi. Vơ về chủ nhà tiền vơ về chủ vơ bỏng này. Bay đâu. Chỉ kinh doanh chay nuồng với lại bờ rô thôi. Ôi trời ơi. Một người kinh doanh chay nuồng hay là thu mua đồng nát. Tôi chỉ có tủ lạnh qua đây. Nhớ qua em tủ lạnh bình ga trôi hết. Nhà mình mà ngập thì không có nhà ai là không ngập nữa. Đứng đây con, nước lên đây nó dâng lên bây giờ. Đứng đây con, không được xuống nào, nước nó ngập cho người đấy.